Hiện tại thì con có kinh doanh một shop thời trang là đồ lót dành cho các bạn tự tin á. À, vậy là hợp ý quá ha. Đang theo đuổi một cái đam mê đó về thời trang. À, em đang kinh doanh với một cái shop nhỏ. À, đó cũng là một cái local brand của em. Song song với đó em cũng có thêm một đam mê với hip hop. Thể loại em đang theo đuổi đó là rapping. Mời nhà trai. Xin mời nhà gái. Chào cô gái, mời em ngồi. Rồi, chào bạn trai và bạn gái đã có mặt trên sân khấu nha. Bây giờ mình giới thiệu cho hai bên cùng nghe đi. Dạ, lần đầu tiên em xin chào anh Quyền Linh. Rồi, chào chị Ngọc Lan và chào tất cả mọi người ở trên trường quay hôm nay ạ. Rồi, chào nhà trai. Dạ, em tên là Phan Thái Nhật Phát. Em sinh ra và lớn lên ở Bình Dương, Dĩ An, Bình Dương ạ. 28 tuổi, sinh năm 1995. Nghề nghiệp của em thì em đang theo đuổi một cái đam mê đó về thời trang. À, em đang kinh doanh với một cái shop nhỏ. À, đó cũng là một cái local brand của em. Song song với đó em cũng có thêm một đam mê với hip hop. Thể loại em đang theo đuổi đó là rapping. Đó là những cái ước mơ và cái đam mê. Anh nghĩ rằng với những nỗ lực cố gắng mình sẽ thành công thôi ha. Mình đang ở đâu, ở với ai? Thì em đang ở với gia đình, có ba và mẹ. Và em đang có một cái shop riêng. Hiện tại em đang ở shop riêng và em làm xong em phải về với gia đình em ạ. Ba mẹ còn anh chị em mấy người? Dạ, em có một đứa em gái. À, dạ, em là con trai lớn. Trai lớn. Dạ. Rồi cái shop riêng đó là mình, nhà của mình luôn. Dạ, đó là em thuê mặt bằng ạ. À, dạ. Rồi mời nhà gái. Dạ, con xin chào chú Kiên Linh, chị Ngọc Lan và Nam bên kia. Con là Trần Thị Thu, năm nay con 23 tuổi, hiện tại thì đang sinh sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh ạ. Làm gì thôi? Dạ, hiện tại thì con có kinh doanh một shop thời trang là đồ lót dành cho các bạn tự tin á. À, vậy là hợp ý quá ha. Thời trang của bạn Nam bên kia là thời trang gì? Dạ, thời trang của em là unisex ạ, cả nam và nữ đều mặc được hết ạ. Wow. Vậy là hai bạn hợp với nhau quá nhở? Dạ. Đó là một trong thuận lợi đầu tiên rồi đó. Chúng ta hỗ trợ nhau, biết đâu ta cái thương hiệu mình lớn lên rồi sau này thành ông chủ bà chủ một cái thương hiệu thời trang lớn, những cái shop, một cái chuỗi shop trên cả nước nữa. Bây giờ thì mình nói chút xíu về điểm mạnh điểm yếu đi. Đối với em thì điểm mạnh của em á thì em vui vẻ hòa đồng với mọi người. Nói về điểm yếu thì nó cũng hơi trái ngược một xíu, đó là em rất ngại đám đông. Đó cũng là một cái điểm yếu em đang khắc phục dần bản thân của mình. Phải khắc phục, bởi vì mình đang làm cái ngành nghề mà cần giao lưu tiếp xúc với cộng đồng càng nhiều càng tốt, từ từ nó quen thôi. À, hồi xưa thật ra là anh lúc mà mới học trường số điện ảnh mình nắm tay người khác mình còn run vậy nè, không dám đứng gần ai nữa. Mà sau quá trình mình tôi luyện rèn luyện á thì mình sẽ mạnh mẽ hơn. Còn điểm yếu gì nữa không? Hiện giờ em không có, đúng không? Chỉ cần rụt rè thôi. Rồi. Mời nhà gái. Nhà gái, điểm mạnh điểm yếu của mình là gì? Điểm mạnh thì em thấy em là một người hướng ngoại, về giao tiếp, về hoạt động cởi mở với mọi người thì em rất là dễ. Ngoài ra thì em rất thích làm những cái đồ thủ công, ví dụ như là đan khăn len hoặc là làm hoa giấy hoặc là cắm hoa. Mình có điểm yếu gì không? Điểm yếu thì em là một người kiểu là hơi bị thiếu kiên trì ấy. Khi mà mình bắt đầu mình làm thì mình rất là có nhiều động lực để làm, nhưng mà khi mà mình làm một mình ấy, không có người nâng cái mood của mình lên thì nó tụt sẽ mút. Là đúng rồi ạ, khi mà tụt mood thì cần một cái người, thì cần động viên thôi để em sẽ tiếp tục làm được. Có cái này là nguyên này làm được à? Được không? Dạ được ạ. Được. Mình sẽ nâng mood của bạn gái lên ha. Dạ. Đường tình duyên của em trai thì sao? Mối tình chính thức của em thì chỉ có một. Lâu nó, không nó kéo dài tới 12 năm. Ôi trời. Dạ, nó là một cái mối tình thời lúc đi học của em. Em cũng mới chia tay vào năm rồi. Mới chia tay năm rồi thôi. Dạ. 12 năm là mối tình sâu đậm lắm luôn á. Dạ. Nhưng mà tại sao là chia dạ. tay? Nói chung thì đó là một kỷ niệm rất rất là đẹp đối với em. Nhưng mà cuối cùng thì cả hai đều cảm thấy mình không phù hợp với nhau. 12 năm mới nhận ra điều đó hả? Dạ đúng, khi cả hai đều đi làm và trưởng thành thì cả hai mới biết mình không còn phù hợp với nhau nữa. Chào em. Dạ em chào chị ạ. 12 năm, một quãng đường rất dài và cả thanh xuân của tụi em mới có năm vừa rồi thôi là đúng rất... thì nó không thể nào mà nó nguôi ngoai một cách quá nhanh như vậy, và không thể nào mà tụi em có thể ở lại một cái trạng thái nó quá bình thường nhanh như vậy. Quên thì chắc chắn mình sẽ không thể quên được, nhưng nó sẽ là một kỷ niệm đẹp đối với mình và mình phải bước tiếp tục trong cuộc sống sau này của mình thôi. Ủa em ơi, 12 năm mình mới nhận ra không phù hợp. Mình có thể cụ thể một vài cái không phù hợp đi. Công việc của em và bạn ấy nó đều trái nghịch với nhau. Bạn ấy làm văn phòng bằng sáng đến khoảng 5 giờ chiều về, còn em thì lúc nào em cũng phải làm, và buổi tối của em á thì em lại dành thời gian cho việc đam mê của mình. Em phải đi tập và đi diễn đi đấu tới khoảng 12 giờ, 1 giờ sáng. Em và bạn ấy có thể không chỉ trùng được thời gian với nhau. Thiếu chăm sóc, dạ, thiếu rồi. Quan tâm, dạ, đúng rồi. Thiếu tất cả mọi thứ. Bởi vì thời gian em dành cho đam mê của mình hết rồi, em dành cho công việc của mình hết rồi. Như vậy em cảm giác là mình có lỗi với cô gái đó không? Dạ, em cảm thấy là mình có lỗi, thật sự có lỗi. Nhưng nếu mà mình cứ như vậy, tiếp tục như vậy hoài thì
thật sự là tội cho bạn ấy. Chị Lan hơi đi sâu vào trong chuyện này một chút xíu, tại vì chị Lan rất là tiếc cái mối tình 12 năm. Rõ ràng là khi mà cái thời học sinh á, tụi em có quá nhiều cái hoài bão, tụi em có quá nhiều cái điểm mà nó giống nhau, bởi vì nó chưa có đụng tới cơm áo gạo tiền, dạ, chưa đụng tới tương lai. Nhưng khi tụi em bắt đầu ra đời, bắt đầu đi làm thì mỗi đứa một cái công việc riêng, thì cái chuyện khác nhau nó là cái chuyện rất là bình thường. Nhưng để 12 năm để mà em chỉ có thể nói một cái câu rằng là mình có cái định hướng nó không giống nhau và cứ thế mà cả hai đều ra đi, thế thì chị Lan chưa hiểu được là tại sao tụi em không cố gắng, tụi em thay đổi vì cái 12 năm đã qua. Thật sự là em đúng đã là cố gắng. Nó không phải là mới đây mà em tụi em chia tay. Và em cũng đã có những cái xích mích trước đó rất nhiều. Tụi em cũng đã cố gắng vun đắp nhưng mà nó vẫn không thể tiếp tục được nữa. Thế thì với cái người sắp tới em xử lý như thế nào khi cái khối lượng công việc của em nó cũng vẫn như vậy? Chắc chắn em sẽ có một bài học và em sẽ dành thời gian cho nửa phần còn lại của mình hơn là việc mình sẽ cứ lao đầu vào công việc và lao đầu với đam mê của mình như vậy. Okay. Cái đó được đó, suy nghĩ vậy là tốt rồi. Nếu bạn ấy quay trở lại thì sao? Dạ, chắc chắn là không được, tại vì tụi em đã hàn gắn và cắt đứt rất nhiều lần nên nó đã không còn thể được rồi. Sure nha. Anh hỏi như thế để bên nhà gái hiểu hơn ha. Để mấy món nhà gái không hỏi em nữa chứ cứ lâu ra hỏi hoài. Đó, như vậy là tốt ha. Trời ơi còn trẻ quá, 23 tuổi. Bên kia nãy giờ chú cố gắng hỏi để bên con hiểu nhiều hơn ha. Dạ. Bây giờ mình an tâm về việc đó chưa? Dạ, cũng an tâm chút. An tâm chút đúng không? Dạ. Bạn ấy cũng nói rất là rõ, không có gì phải khuất tất đây hết á. Mọi thứ đã qua rồi. Bây giờ còn mình nè, đường tình duyên sao? Con thì có một mối tình hồi sinh viên. Hồi đó là mình muốn trải nghiệm, mình muốn tham gia nhiều hoạt động câu lạc bộ quá. Trải nghiệm cho tình yêu là không trải nghiệm khi mà mình mới lên đại học á. Dạ, khi lên đại học á, yêu nhau khoảng nửa năm. Dạ, 6 tháng. 6 tháng sáng tháo hả? Dạ dạ. Dạ cũng không có sâu đậm gì hết. Dạ cũng chưa có sâu đậm nhiều tại con cứ lo mấy cái hoạt động bên ngoài thì không có cân đối được giữa thời gian. Chuyện con nhỏ vô con thỏ so với mối tình bên kia. Dạ đúng. Nhớ qua luôn. Vậy thì bây giờ cái công việc của mình nó có sắp xếp thời gian để có thời gian để yêu không? Công việc của con thì cũng giống như anh ấy. Mình kinh doanh tự do nên là thời gian cũng nhiều. Nhưng mà con cũng có sắp xếp được. Rồi con cũng có thể thuê nhân viên để các bạn có thể làm giúp con. Ví dụ như buổi sáng con vẫn dành thời gian đi tập yoga được mà. Dạ. Chú thấy này là hai bạn đều đam mê một ngành thời trang. Thì hai bạn sẽ cùng làm thời trang, cùng trò chuyện với nhau, cùng hướng dẫn, cùng trao đổi và cùng yêu nhau, cùng đam mê cái nghề của mình. Cái này là cái thuận lợi. Như vậy là tốt rồi. Bây giờ mình đưa ra quan điểm về người sắp tới đi. Đúng. Bây giờ mình hỏi về tương lai đi. Muốn người bạn gái của mình như thế nào nè? Dạ em thì đơn giản thôi. Bạn chỉ cần chăm chỉ trong công việc. Có đó. Dạ, bạn đó rất okay. Chăm chỉ nhưng mà lâu lâu là thiếu cái người mà thúc đẩy nên bạn ấy hơi tạo mút cho bạn á. Dạ, dạ cái đó thì em có thể làm được đúng làm không? Được. Đúng nghề của mình đúng không? Dạ. Nghề rồi. Có gì không thích không? Em thì không có quan điểm không thích về một bạn nữ nào đó. Ừ, rồi, tốt quá. Mẫu hình lý tưởng của con thế nào? Con muốn một người cao, trên 1m7. Còn về tính tình thì bạn ấy không ra trưởng thôi. Cứ sống thật thà, thoải mái với lại cái bản thân mình là được. Sống thật thà, thoải mái, đam mê của mình là được. Dạ đúng rồi. Bạn này là đúng đam mê luôn nè. Chứ con cũng không muốn tìm một người mà quá dẻo miệng, ăn nói quá khéo hoặc là quá thảo mai đó. Dạ. Bạn này thì nhát nhát lắm đồng thì không có thảo mai lắm đâu. Con đi với ai vậy? Sáng nay con đi một mình. Một mình. Để đó chị Lan lo. Ừ. Nhà trai đi với ai cưng? Dạ, hôm nay em đi với bạn thân của em. Ồ. Chào em trai. Bạn gái bên đây có phù hợp với bạn thân của mình không? Em chào anh Quỳnh Linh. Em chào chị Lan. Em thấy bạn nữ do phù hợp với bạn nam. Dạ, phù bạn hợp với vấn đề gì? Ngoại hình thì em nghĩ xứng đôi vừa lứa. Xứng đôi vừa lứa hả? Cảm ơn em. Rồi. Bây giờ mở rào đi cho hai bên gặp mặt trò chuyện với nhau. Coi cái chung cái niềm đam mê nó có khác không ha? Mở rào. Chung niềm đam mê có khác không? Đúng rồi, bởi vì hai người không chung đam mê thì sẽ khác nhau. Còn bây giờ mình chung một cái niềm đam mê, mình có thuận lợi không? Mình nói chuyện có hợp với nhau hay không? Bắt đầu đi em. Hôm nay anh có một cái áo mà anh thiết kế, nên anh sẽ gửi tặng cho em nhé. Ừ, em cảm ơn anh. Em tặng anh quyển sách. Nãy bạn trai nói là bạn trai break dance phải không? Mình biểu diễn liền cho nhà gái coi nè. Dạ vâng ạ. Bắt đầu âm nhạc. Hay quá. Nhưng mà hôm nào mình bình thường biểu diễn trước đám đông mình không có run mà hôm nay hơi run đúng không? Dạ. Một chàng trai đầy năng lượng luôn. Bạn gái thấy sao? Cảm nhận sao? Anh nhảy rất là đẹp luôn. Đẹp có quá. Những cái cú
Nói chung là em nhìn là em chỉ biết ngưỡng mộ thôi chứ không làm gì được. Bây giờ mình cảm nhận về chàng trai thế nào, nói đi. Con cũng muốn cái hình mẫu người bạn trai con cũng phải mập mạp một chút giống như anh này này. Đó thì về ngoại hình thì con thấy rất là ok. Còn về tính cách thì cần nhiều cái thời gian để tìm hiểu hơn nữa. Nhiều người thì dễ kiểu xem tướng, dễ nhìn người á. Mà con không phải là một người giỏi trong cái việc đó. Bất kỳ một mối quan hệ hoặc là một người bạn nào đó thì con cần phải nhiều thời gian để tiếp xúc hơn. Còn em trai, thấy bạn gái thế nào? Anh chỉ có một điều muốn hỏi. Nếu bạn trai em có hình xăm trên người, em có thấy như thế nào? Hình xăm của anh có lớn không ạ? Không. Em thấy, em cũng có thấy hình xăm trên cổ anh đúng không? Từ ngoài chỗ đó ra còn chỗ nào không ạ? Anh có xăm con, anh có xăm con rồng, con phượng gì, con rắn gì ở trong lưng đó? Dạ không, dạ không. Dạ không ạ. Vậy chứ xăm ở đâu? Dạ ở trên tay thôi ạ. Đối với em thì những cái xăm nghệ thuật nhỏ nhỏ chút xíu thì nó không ảnh hưởng gì. Còn ví dụ như xăm mấy con hổ, con báo gì đó thì em hơi kỳ thị một chút. Dạ vâng. Bạn ấy không có xăm con rắn ở trên lưng, chỉ có xăm con rắn trên cánh tay thôi, nó chạy dọc cánh tay đó. Được không? Ở đâu? Xăm con thỏ. Cái đấy có gì mình sẽ là thông tư tưởng sau. Dạ ok. Hẹn hò sao thời gian các bạn đó. Cái này mới quan trọng với các bạn nè. Cái theo cái công việc của em á thì em sẽ có thời gian rảnh vào khi nào? Em bán ở cửa hàng á. Nên là hầu như là em sẽ toàn thời gian ở cửa hàng. Nhưng mà thường thì buổi tối thì em sẽ thuê một bạn nhân viên. Thì em chỉ có thể dành được thời gian buổi tối thôi. Thời gian của em thì nó cũng tương đồng với thời gian của anh. Anh cũng sẽ rảnh vào thời gian buổi tối. Nhưng thời gian của anh có thể anh sẽ sắp xếp được. Mình nói chút xíu về tương lai đi. Khoảng bao lâu thì mình có thể kết hôn? Nếu mình hợp thì anh định cuối năm nay. Đầu năm sau. Em suy nghĩ hơi khác một chút. Tại em vẫn còn trẻ quá. Đó, nên là em cũng muốn nhiều thời gian để tìm hiểu hơn. Nhưng mà nếu mà cả hai cùng cảm thấy phù hợp thì vẫn có thể tiến tới hôn nhân được. Dạ vâng. Dạ. Tính tới chuyện kết hôn rồi thì chị Lan tính luôn. Bây giờ hai đứa tính coi là mình đây làm thời trang đồ mặc ở ngoài, đây đồ mặc ở trong, coi có kết hợp lại với nhau được không? Dạ chắc chắn là được rồi. Có chị. Chứ. Được mà, một combo của nó đó. Không, ví dụ như là mua đồ của shop này tặng voucher của shop kia. Đó. Đó. Về kinh tế là được rồi đó. Mà bên đây là ta còn cái niềm đam mê khác, đó là nhảy và thi đấu. Đi biểu diễn, đi tập mỗi tối. Tối nào anh cũng đi tập luôn à? Dạ đúng. Mình thi đấu là thi đấu trong nước, trong ấy hay là có đi ra nước ngoài không? Sẽ có cơ hội phải đi ra nước ngoài à? Thì đó là niềm đam mê thôi, nên là em tôn trọng chứ em cũng có vấn đề gì. Dạ dạ. Vậy mấy mốt ta đi hoài không có la nghe. Không đi hoài nó khác chứ. Không, đây anh nói thỉnh thoảng em mới đi, thỉnh thoảng em mới đi. Dạ em sẽ sắp xếp được thời gian của mình cho dạ. Một nửa còn lại của mình. Kinh doanh ổn định rồi, giờ mình đẻ con đi. Đẻ con hả? Em thật sự cái vấn đề em hơi không biết như thế nào á chị. Biết thế nào là sao? Không biết là sao có con hay sao? Dạ là ý là em không biết ý bạn gái có sẽ muốn có con liền hay hoặc là muốn để thời gian sau, thời gian bao lâu để có con. Theo em thấy thì khi nào kinh tế của mình ổn định có thể lo được cho con thì mình sinh con thôi, chứ không có nhất thiết là sau khi cưới một năm hay là sáu tháng gì đó cả. Khi nào mà mình có thể có khả năng nuôi con và cho con một cái môi trường học tập cũng như là sinh sống tốt nhất thì lúc đó mình sẽ sinh con. Dạ. Em hỏi một chút là ví dụ như nhà anh ở Bình Dương chẳng hạn, ví dụ như Tết hai anh em mình có may mắn quen được với nhau, Tết chẳng hạn, Tết nhà em thì là quê ở Bắc, thì liệu anh có muốn về Bắc không? Tất nhiên hay là không. Tết nào ví dụ như là cưới rồi, Tết nào mình cũng phải ở nhà chồng, mình cũng không được về nhà hay gì đó? Nếu mình đến được hôn nhân với nhau thì có thể là năm nay mình ở quê nội, năm sau mình ở quê ngoại, hoặc là 30 mùng 1 mình ở quê nội và mùng 2, mùng 3 mình muốn về ngoại. Chỉ cần mình muốn là mình sẽ tìm được cách. Quan trọng em hỏi anh có muốn không thôi. Dạ đúng rồi. Dạ thật sự cái đó là điều anh sẽ làm, thực hiện cho một nửa của mình. Hỏi coi lấy nhau xong rồi ai giữ tiền? Chị Lan có gợi ý là lấy nhau xong thì ai là người giữ tiền? Chắc chắn là vợ mình rồi. Chắc chắn là vợ mình rồi. Đó, vậy nhanh gọn lẹ, thấy không? Thấy thương. Không bé này dễ thương quá. Ra đó. Đẹp trai vô cùng. Tôi rất thích con, rất là sâu sắc đó nha. Nói chuyện rất là chỉnh chạc luôn. Tuy tuổi đời còn rất là trẻ, bạn này có thể quản lý tiền bạc được tốt á. Bạn này có thể quản lý được tất cả mọi công việc. Bây giờ mình đứng lên đi. Hai bên đây nữa. Rồi đứng nhìn nhau nha. Đó, bây giờ mình gần hơn nữa nè. Cảm giác hồi hộp không? Dạ có. Anh run đi. Nhìn thẳng vào mặt bạn gái đi. Mình rất là gần rồi đó. Cảm xúc bây giờ thế nào với bạn gái? Hít một hơi thật sâu. Hít. Dạ bây giờ thì thật sự là em cảm thấy rất run mà. Em thấy rất là run khi nắm tay bạn gái. Em cảm thấy đây là một mẫu bạn gái trong lòng em. Nhà gái thấy sao nè? Em thấy là anh khá là ưng đấy. Em không có nhiều kinh nghiệm tình trường giống như anh. Có thể là nếu mà mình trao nhau cơ hội thì có thể là anh chỉ cho em nhá. Tất nhiên là mình sẽ trải nghiệm với nhau trong cuộc sống nữa. Trải nghiệm với nhau. Em hết thời gian để trải nghiệm rồi. Trời ơi. Em xin lỗi. Mình sẽ bước cùng nhau trên con đường sắp tới. Đúng. Dạ vâng.
Bây giờ về vị trí đi nào. Để tay vào nút bấm đi, hai bạn. Bây giờ mình trao đổi nhiều rồi, bây giờ ta sẽ đưa ra quan điểm của mình. Sau 3 tiếng đếm, chúng ta sẽ quyết định bấm hay không bấm. Chị Lan đếm luôn nha, để không làm mất thời gian của hai bạn. 1, 2, 3. Hai bạn bấm mà không trật một nhịp nào. Chính thức chúng ta hẹn hò với nhau, nắm tay nhau đi nào. Đó, một nụ hôn đầu tiên. Em hơi run. Run nữa, mình đã nắm tay bạn ấy rồi. Tập trung vô. Hôn xong thấy run hơn hả? Dạ đúng hơn rồi. Bạn gái thấy sao? Anh ấy run quá, anh nắm tay em nên em run. Còn hôn á, vụ hôn á sao? Thì cũng được nhưng mà chắc phải lên tập thêm. Chắc phải lên tập thêm. Thấy chưa? Về nhớ luyện tập thêm nha. Chúc cho hai em hạnh phúc ha. Yeah. Điểm của em là biết nấu ăn và dọn dẹp trong nhà, là phụ giúp vợ trong gia đình. Em biết đi làm bao nhiêu em vô tiền như vậy đó. Em thì lanh lẹ, vui vẻ, về lại hoa đông, việc nấu ăn nữa. Còn khuyết điểm của em thì em hay nóng tính nên nói nhiều. Ví dụ em vừa nấu ăn, mà giờ em vừa nói, mà vừa nóng nữa, em thấy sao? Thì em nhịn thôi. Trời ơi, nó dễ dữ hết rồi. Em không có ngại vấn đề có con đúng không? Đầu tiên thấy em thì anh cũng thích, cũng có cảm giác thương yêu em. Mới gặp là cảm giác thương yêu rồi. Thấy có thuận lợi rồi đó. Dạ em thấy thì cũng hiền. Hiền. Em có thể là khi nào anh sẽ có thể bước tới được? Dạ chắc phải 2 năm trở lên nữa. 2 năm. Dạ ít nhất là phải 2 năm hơn nữa. Em thích con đầu lòng trai em gái. 1 năm luôn. Dạ không? Mời nhà trai. Mời đi em. Mời nhà gái. Rồi chào em, mời em ngồi. Thôi mời em trai giới thiệu về mình. Em chào anh Quyền Linh và chị Ngọc Lan, thì chào bạn nữ bên kia và quý vị khán giả hôm nay trong trường quay. Em tên là Nguyễn Hữu Đức, năm nay 36 tuổi, thì hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Đức làm gì? Em làm khu công nghệ cao bên đóng gói đóng hàng. À, làm kỹ thuật đóng gói vậy đó hả? Dạ. Là ngồi cái sản phẩm ra đóng gói vậy đó. Dạ. Rồi chào Đức nha, mời nhà gái giới thiệu cho mình nè. Dạ em chào chị Ngọc Lan, em chào anh Quyền Linh. Xin chào em. Chào quý vị khán giả, em chào nhà trai ạ. Em tên là Nguyễn Thị Phương, em sinh năm 1993. Em hiện đang buôn bán quần áo về trời đêm Thắng Đức ạ. Là bán ban đêm, ban ngày không bán em hả? Dạ ban ngày cũng có ạ. Bán luôn đêm ngày luôn hả? Dạ. Trời ơi, vậy rồi chợ sao đó nó tên là chợ đêm thôi, chứ không phải là nó chỉ hoạt động ban đêm. À, phải rõ ràng, tụi nó bán ngày bán đêm mà thời gian đâu yêu đương. Ưu điểm khuyết điểm của Đức là gì? Thì ưu điểm của em là biết nấu ăn và dọn dẹp trong nhà, là phụ giúp vợ trong gia đình. Phụ giúp vợ hả? Dạ. Biết trước tương lai là giúp vợ rồi, đúng không? Dạ. Chưa gì hết trơn mà bà mối chấm rồi đó nha. Thì công việc của em có thể là em biết lái xe, rồi với lại em biết làm ba cái hàng điện luôn, rồi em làm xưởng gỗ luôn. Vậy đó hả? Làm điện này kia biết luôn, điện gia dụng á ha. Dạ. Trời ơi giỏi vậy trời. Thì có biết đưa tiền cho vợ không? Cái đó đặc biệt là em biết đi làm bao nhiêu em đưa tiền cho vợ đó. Trời ơi, ổng chưa có vợ nghe mà ổng tính hết rồi nghe. Nghề gì không quan trọng bằng nghề đưa tiền cho vợ. Em thì em biết ví dụ mà làm tháng 8 triệu đưa vợ 7 triệu thì em giữ 1 triệu. Thôi giữ 500 thôi. Ê không được, nó giữ 1 triệu là đủ rồi. Trời ơi giữ 500 thôi rồi sáng ta pha cà phê cho mang đi làm. Nấu cơm nhà cho mang đem đi. Thôi mấy cô vừa phải thôi mấy cô. Được rồi đòi tiền. Đưa 1 triệu tới 7 triệu nữa. Mất điểm. Không có mất điểm, tôi thấy điểm nó điểm cộng á. Mới gì không lại đưa hết hả? Có khuyết điểm gì không? Khuyết điểm của em là hay ngủ nướng thôi chứ không có gì hết. Không sao, có vợ đi đố em ngủ nướng được. Mời nhà gái. Rồi nhà gái nói về ưu điểm với khuyết điểm của mình nè. Dạ ưu điểm của em thì lanh lẹ, vui vẻ, về lại hoa đông, việc nấu ăn nữa. Còn khuyết điểm của em thì em hay nóng tính nên nói nhiều á. Vui vẻ hòa đồng là phải nói nhiều thôi, không sao hết trơn. Em trai, ví dụ em vừa nấu ăn, mà giờ em vừa nói, mà vừa nóng nữa, em thấy sao? Thì em nhịn thôi. Chứ đâu biết nói gì. Trời ơi, nó dễ dữ hết rồi. Thôi được. Chào em gái. Dạ em chào anh. Được không? Thấy nhà trai tôi được không? Dạ con được. Trời quá. Quá được chứ gì quá cũng được luôn á. Chiều vợ, thương vợ, yêu vợ, nhường nhịn vợ. Cái đó là 10 điểm. 10 điểm. Ừ. Đường tình duyên em gái sao nè? Dạ em đã ly hôn và có 2 đứa con trai ạ. À, lớn chưa? Dạ để đâu sinh năm 2013, để sau 2016. Rồi anh ở với ai? Dạ một đứa ở với ba, con một đứa hiện đang ở với em ở dưới Long An ạ. Tức là hai mẹ con là lập nghiệp ở trong đây luôn. Dạ em ở đi vô đây chỉ gần được 2 năm ạ. Là hai mẹ con vô, em dắt con vào luôn. Dạ. Thời gian đầu vào chắc cũng khó khăn lắm ha. Dạ thì cũng khó khăn mà giờ cũng dần ổn định rồi. Bên kia thì cái hoàn cảnh gia đình vậy, còn em sao? Em thì cũng dễ à, nói chung là em không có ngại vấn đề có con hay có con đúng không? Dạ. Còn đường tình duyên em sao? Đường tình duyên thì em cũng có một đời vợ. Dạ. Có con chưa? Dạ chưa. Cưới vợ được mấy năm? 16 tháng. Trời ơi, lâu chưa?
Dạ cũng nè, cũng có 5 năm. 5 năm rồi. Dạ. Nhưng mà sau cưới 6 tháng chia tay sư vậy em? Dạ thì ở bên vợ cũng kiểu khó khăn. À, ở rể đó hả? Dạ. Vừa đó cũng hiểu phần nào rồi ha. Thôi giờ mong muốn nhà gái kiếm người yêu thế nào? Mình nói về tương lai đi. Bây giờ em mong muốn có một người ở bên cạnh mình, tính cách như thế nào, ngoại hình như thế nào, nói cho chị Lan biết. Dạ tính cách thì hiền chút. Ngoại hình thì sao cũng được. Không, mình phải đòi hỏi em. Bây giờ ngoại hình sao nè, muốn cao mét mấy? Em chưa định ra cao mét mấy được nữa. Em cao nhiêu? Em cao 1m55. Rồi cao hơn 1m55 là đẹp đôi nha, để chị qua chị coi. Dạ chào nhà trai. Nhà trai tôi là đủ hiền chưa? Đủ hiền đó, nhìn mặt rất là hiền mà nãy giờ nghe chia sẻ cũng hiền. Cũng hiền luôn. Cao mét nhiêu? Em cao 1m60. Đó, được, hợp lý. Bên đó 1m60, được. Bây giờ em có cái mẫu hình nào không? Cái mẫu hình nào mà mỗi tối mình nằm xuống mình nghĩ trời ước gì mình lấy được anh này. Ở nhà anh con Linh đi. Ở nhà anh con Linh đi. Quyền Linh. Con bé nó trả lời vậy đó. À vậy đó hả? Bé nó trả lời anh Quyền Linh. Anh này anh hiền hơn Quyền Linh luôn á. Anh nói ít hơn Quyền Linh nhiều. Anh ốm hơn Quyền Linh. Thôi, bây giờ thì em trai. Đúng rồi. Nói cho bà mối nghe coi mẫu hình sao nè. Em thì đơn giản lắm, chứ em không có yêu cầu gì nhiều, miễn sao là biết quan tâm rồi anh đi làm ăn là được. Người ta bên biết làm ăn đó, người ta buôn bán ở chợ đó. Em có thích tóc tai như thế nào không? Tóc tai thì nói chung là để gọn gọn. Gọn. Búi lên là được rồi đó. Nhưng mà giờ thích màu sắc không? Màu sắc thì phụ nữ thì nhiều khi người ta cũng hay nhuộm tóc, người ta có chuyện cũng đó bình thường. Trời ơi, hay quá. Nhuộm trắng tươi được không? Cho không được. Bên kia có một quả đầu rất là ấn tượng. Ấn tượng đó. Dễ thương lắm. Rồi bây giờ mình hỏi người thân đi. Đúng rồi. Nhà trai đi ai? Với bạn. Bạn kế bên anh nè. Dạ chào bạn. Dạ xin chào chú Quyền Linh, chị Trung Lan. Thấy nhà gái làm sao nè? Dạ thấy bạn bên đây cũng được. Cũng hiền, cũng giống bạn em. Cũng hiền luôn ạ. Hiền tới em quéo luôn á. Em mà quắn quéo nãy giờ chị thấy em quắn quéo luôn á. À. Người bạn thân của mình á, ở nhà sao? Tính tình sao? Dạ hiền lắm. Hòa đồng với anh em được. Ừ. Thôi được. Có nhậu nhiều không anh? Bạn này cũng hiền nè. Bạn Đức không có nhậu đâu. Sợ nhiều khi hiền hơn nhà gái luôn á. Không quắn quéo. Có bộ chưa? Dạ chưa. Muốn lên đây không? Dạ không. Nó ngồi dưới nó còn rung mà. Lên đây chắc nó rung dữ nữa đó. À, mình hỏi nhà gái coi nhà gái đi ai. Dạ em đi về anh bạn công việc em ạ. Xin chào anh Nguyễn Linh, xin chào chị Ngọc Lan. Dạ. Xin chào bạn trai cũng như người bạn đi cùng. Xin chào tất cả quý vị khán giả. Em thì buôn bán cùng với Phương. Phương thì nó là gọi là một người là thẳng tính, chịu khó. Dạ. Thì em nó thì vô đó làm ăn thì cũng có một số bạn trai là theo đuổi. Nhưng mà rồi là cũng do là đã có qua một cái lần đò rồi. Thì bây giờ cũng có một cái kinh nghiệm cho nên là quyết định đăng ký tới đây là để kiếm một cái mối quan hệ đi xa hơn là cái phía chỗ với Phương. Còn bây giờ anh thấy như bạn bên này thì là cũng là hiền. Nếu như mà được thì hai bạn cho nhau cơ hội để tìm hiểu nhiều hơn. Xin cảm ơn. Cảm ơn anh. Hai người đã góp ý xong hết rồi. Hai bên nghe ha. Bây giờ mở rào và nói chuyện nhau đi. Mở rào. Em chào anh. Chào em. Em vừa gọi một cô anh tặng. Rồi hai bạn giao lưu với nhau, nói với nhau về cái cảm xúc lần đầu tiên chúng ta nhìn thấy nhau, nó có giống như trong tưởng tượng của mình hay không? Anh hỏi em trước đi. Thì lần đầu tiên thấy em thì anh cũng thích, cũng có cảm giác thương yêu em. Mới gặp là cảm giác thương yêu rồi. Thấy có thuận lợi rồi đó. Thấy nhà trai bên anh sao? Dạ em thấy thì cũng hiền. Hiền. Rồi bây giờ đó hai đứa ở xa rồi đó. Giờ mình hẹn hò sao mình nói đi em trai. Thì hiện tại là anh đang ở trọ ở khu Nghệ Cao quận 9. Thì không biết là ví dụ như cuối tuần thì anh chạy qua đó em đi, mình đi coi phim hay là. Dạ cái nghề của em là cuối tuần là không được anh. Chỉ có đầu tuần hoặc là giữa tuần thôi. Còn cuối tuần tại vì em kinh doanh mà. Ăn nhau được có cuối tuần à. Dạ. Đầu tuần hoặc là giữa tuần cũng được. Tại vì cái chỗ làm của anh thì không có tăng ca thì tầm khoảng về khoảng 4-5 giờ chiều mà. Thì có thể là chạy qua để mình đi ăn đi uống hoặc được hay được. Em kinh doanh bên đây vô phụ bán luôn chứ hẹn hò đâu phải là đi riêng, thậm chí qua phụ bán luôn cũng được. Dạ. Em bán gì? Dạ em bán đồ nữ. Đồ nữ đó. Em trai có qua phụ bán được không? Dạ được. Đó thấy chưa? Cuối tuần ta rảnh ta qua ta phụ bán luôn. Thì anh cũng có biết bán kinh doanh và cái ấp lên điện thoại. Biết cái này mà anh có tính gì kế hoạch cho tương lai không? Cũng là tính tương lai là mình có vốn thì mình làm ăn buôn bán. Ví dụ anh làm ăn mà may mắn mà có vốn thì vừa phụ bán quần áo cho em nhưng mà anh có thể là bán ấp lên điện thoại luôn. Ý là tương lai là vậy. Bán gần luôn đó. Dạ. Em có thể là khi nào anh có thể bước tới được? Dạ chắc phải 2 năm trở lên nữa. À, 2 năm. Dạ ít nhất là phải 2 năm hơn ạ. Em thích con đầu lòng trai hay gái? 1 năm luôn. Dạ không?
2 năm trở lên. Dạ. Em làm cái gì là phải có kế hoạch cái đó. Bạn ấy có khát vọng là giàu đó. Đúng rồi. Ừ. Bây giờ nè, thôi mình bước tới. Có thể đứng đây hát một bài nào đó, hát cho bạn gái nghe đi. Ngày mùa đông xin hãy làm tuyết rơi để chẳng lối em anh về. Ngày mùa đông xin hãy làm tuyết rơi để anh biết em cần anh. Ngày mùa đông xin hãy ngừng trốn đây để những dấu yêu đông đầy một vòng tay em khao khát một giấc mơ. Anh đã yêu em hơi người ơi. Bạn gái có thể hát bài nào đó tặng lại bạn trai. Em không biết hát nhưng em chỉ biết làm thơ ạ. Em có thơ tặng anh. Khi say một chén cũng say, khi nên duyên nợ một ngày cũng nên. Dạ, có như vậy. Rồi, ok. Bây giờ chúng ta để tay vào nút bấm thôi các bạn. Bấm hay không bấm là quyền của các bạn nha. Chúng ta bấm nút bằng cả trái tim của mình. Chuẩn bị 3 2 1 hết thời gian. Anh biết bạn gái sẽ không bấm ngay từ đầu. Bạn gái là một người rất là cá tính. Dạ đúng rồi. Nhưng người ta nói đẹp trai không bằng trai mặt. Em cứ xin số điện thoại địa chỉ xuống phụ hoài luôn, trồng cây si cho anh, cái đó là được đó. Thật ra thì bạn trai nếu mà bạn trai muốn chinh phục được cô gái này thì bạn trai phải cố gắng nhiều hơn nữa. Vẫn còn cơ hội 2 năm nữa em. Dạ tại vì em đùa một lần rồi, bây giờ gió lông trượt là em tìm hiểu không kỹ, bây giờ phải tìm hiểu cho kỹ. 2 năm đó theo anh không là vấn đề gì cả. Cứ rảnh chạy xuống dưới đây, nhào vô phụ buôn bán, hiểu không? Chúc xin hỏi luôn. Đúng rồi. Thôi, dù sao thì cũng chúc các bạn sẽ có sự gặp mặt ở đây. Chúng ta sẽ là những người bạn, bắt tay nhau cái nào. Ok. Rồi, lên sóng nha. Xin chào mọi người, lên sóng, cười tươi lên, đỏ mắt bự lên. Chương trình được phát sóng vào lúc 17:50 thứ bảy và 20:30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình được vừa theo format của chương trình bạn tại khu vực Nhật Bản. Cảm ơn những hàng tuần thứ ba Việt Nam. Xin chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chương trình được phát sóng vào lúc 17:50 thứ bảy và 20:30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình được vừa theo format của kênh truyền hình Kansai TV Nhật Bản. Cảm ơn những hàng Toshiba Việt Nam. Toshiba Việt Nam chất lượng Nhật Bản tài trợ thực hiện chương trình. Còn bây giờ Quỳnh Linh và Ngọc Lan xin mời quý vị, chúng ta sẽ bắt đầu đến với cặp đôi đầu tiên. Mời lên trai. Mời nhà gái. Mời nhà trai. Trời ơi, hai chị em tôi hôm nay mặc đồ giống nhau chưa? Rồi, xin mời trai giới thiệu về mình. Rồi, ngồi đi em trai. Mời nhà gái. Trời ơi, hai chị em tôi hôm nay mặc đồ giống nhau chưa? Làm gì lộng. Rồi, xin mời em trai giới thiệu về mình. Nhân viên hàng làm ghê vậy? Nhân viên làm cái gì, khâu gì? Khâu giấy tờ mà làm thế ghê vậy? Khâu giấy tờ là gì vậy, đi làm luôn hả? Làm gì Lộc? À, xin nhân viên ngân hàng làm ghê vậy? Tưởng đi làm ngân hàng, làm nhân viên làm cái gì, khâu gì? Làm thế ghê vậy? Làm thế khâu giấy tờ mà làm thế ghê vậy? Vô chắc hết làm giấy tờ luôn. Khâu giấy tờ là gì vậy, đi làm luôn hả? Bộ bên đó thấy ghê lắm hả? Làm thế ghê lắm. Để coi cái xin nó. Để coi bên đây như thế nào. Tưởng đi làm ngân hàng làm giấy tờ mà làm thế ghê vậy? Làm thấy ớn luôn á. Này vô chắc hết làm giấy tờ luôn á. Bộ bên đó thấy ghê lắm hả? Làm thế ghê lắm. Để coi thấy ớn luôn á. Để coi bên đây như thế nào nha. Mời bạn nữ. Nhân viên phòng thí nghiệm. Thí nghiệm gì? Virus hả? Chuyên sản xuất bột mì, tức là thí nghiệm về thực phẩm á, về mảng à, thí nghiệm về thực phẩm rồi đó hả? Dạ, vậy là cô này giỏi hóa lắm nè. Đúng rồi. Bên đó đúng giỏi không? Hóa, bên đây giỏi ngân hàng. À, nhân viên phòng thí nghiệm. Thí nghiệm gì? Virus hả? Bây giờ mình chuyên có sản xuất ưu điểm bột mì, tức là thí nghiệm về thực phẩm á, về mảng à, thí nghiệm về thực phẩm rồi đó hả? Dạ, vậy là cô này giỏi hóa lắm nè. Đúng rồi. Bên đó đúng giỏi không? Hóa, bên đây giỏi ngân hàng. Hiền lành. Sực sờ. Ra là mình có ưu điểm khuyết điểm gì nè, làm hiền dữ rồi nha. Rồi, điểm yếu gì nữa Lộc? Hiền lành, nóng không? Nhiệt tình, ga lăng. Đừng nóng nha, mặc bộ đồ là vô hiền dữ rồi nha. Có chuyện đó nha. Thôi, thôi. Rồi, có chuyện đó nha. Điểm yếu gì nữa Lộc? Trời, bên kia căng thẳng quá vậy. Đồ này là nóng là có chuyện đó nha. Ngồi vô đừng nóng nha. Ngon vô. Nóng là có chuyện đó nha. Thôi, thôi. Dạ thôi, chị không dám qua. Nóng là có chuyện đó nha. Trời ơi, bên kia căng thẳng quá vậy. Đừng, đồ này là nóng là có chuyện á nha. Bước qua tới cửa nha. Wow. Ngon vô. Nóng ngon vô đây. Chào em. Tới công chuyện dạ luôn. Dạ thôi chị không dám qua. Dạ. Rồi. Rồi, nhà trai tôi nay hơi bị ngon rồi nha. Nhút nhát. Đừng có bước qua tới cửa nha, xin phép đàng hoàng nha. Dạ không dám qua. Nóng có chuyện à. Tới công chuyện luôn á. Bộ đồ đó mà nóng nóng nữa là mệt nữa. Rồi. Nhà trai tôi vậy đó, hiền lành nhút nhát. Lâu lâu nóng thì có chuyện. Rồi sao?
Nhà gái sao nè? Bây giờ nhà gái sao nè? Ưu điểm, khuyết điểm của chị là ga lăng lắm, là đi du lịch chung là chụp hình cho bạn gái thôi. Sống ảo không bằng bên kia đâu. À rồi. Bên nó ảo dữ luôn á. Ảo tới luôn á. Đây, bây giờ mình du lịch, có mấy mối tình nè. Ờ, bên kia là ga lăng lắm, là đi du lịch chung là chụp hình cho bạn gái thôi. Sống ảo không bằng bên kia đâu. Nhất dài không? Bên nó ảo dữ luôn á. Ảo tới luôn á. Đây, bây giờ mình có mấy mối tình nè. Quen lác đác cho vui vậy thôi ha. Vài tháng thôi ha. Ba mối rồi sao mà chia tay ba mối đó vậy? Mối thứ nhất dài không? Quen lác đác cho vui vậy thôi ha. Rồi. Vài tháng thôi ha. Nhưng mà lý do sao mà chia tay luôn ba mối đó vậy? Vậy nó cũng dữ quá. Ba mối vậy hả? Mối dài lâu nhất là nhiêu? À. Rồi, mấy rồi hiểu rồi ha. Mối thứ hai mấy năm? Mấy mối? Mối vậy nó cũng dữ quá. Tháng ba mối vậy hả? Mối dài lâu nhất là nhiêu, có tới công chuyện luôn không? À. Rồi mối thứ mấy ba? Năm? Mối thứ hai mấy năm? Tháng nữa. Nó quen làm như mối tình tháng. Mối đi dài quá ha. Chắc nóng lắm hả? Tháng rồi quen nhau làm gì? Có cãi nhau không? Quen nhau nhưng mà không tính nhau. Có tới công chuyện luôn không? Dạ, dạ không. Rồi mối thứ ba. Tay chân đó. Đụng là mệt luôn rồi đó. Cũng tháng nữa. Rồi bên mỗi bên quen làm như mối tình tháng hay gì đó. Chắc nóng lắm hả? Bây giờ hỏi nhà gái cãi nhau không? Yêu cầu sao nè? Mình ba mối rồi, giờ tới mối thứ tư mình muốn làm sao nè? Mai bóng đụng tay chân đó, đụng là mệt luôn rồi đó. Rồi bên mỗi bên ba mối rồi đó. Rồi, bây giờ hỏi nhà gái coi yêu cầu làm sao nè. Mình ba mối rồi, giờ tới mối thứ tư mình muốn làm sao nè. Bên đó chị thấy mặc bộ đồ đó chị không biết có kiềm chế được hay không nha. Bộ đồ đó nó cũng để nhét nó vô giữa kỳ quá vậy. Mệt lắm đó. Nhưng mà bên đó là có ga lăng. Ừ, rất là ga lăng. Nói với chị là, nói với chú Quyền Linh là ga lăng lắm. Có cái điều gì chị thấy mặc bộ đồ đó chị không biết có kiềm chế được hay không nha. Bộ đồ đó nó cũng thuốc hả? Để chị hỏi. Nó cũng dạ trưởng, hả? Gì hơi mệt lắm đó. Nhưng mà bên đó là có ga lăng. Vũ Phu. Ừ, rất là ga lăng. Nói với chị là nói với chú Quyền Linh là ga lăng lắm. Có cái điều gì mà em không thích ở đàn ông không? Để chị nhìn em chị cũng hơi sợ. Hút thuốc hả? Để chị hỏi. Chị nghĩ gia trưởng hả? Rồi gì nữa? Mặc lên mình bộ đồ này á thì họ đã được Vũ Phu. Rồi, để chị hỏi. Cái kiềm chế. Dạ, chính thức qua chào chàng trai. Thôi chứ nóng. Nãy giờ chị không dám qua. Để chị nhìn em chị cũng hơi sợ. Nhưng mà chị biết muốn không nóng mà chị nghĩ là những người mà mẻ chút mặc lên mình bộ đồ này á thì họ đã được học chứ cái kiềm mặt. Kiềm chế bản thân rất là nhiều. Kiềm thôi chứ nóng lên có chuyện là tới chuyện luôn. Chị đừng ghẹo cho người ta nóng. Đừng có ghẹo cho người ta nóng. Muốn không nóng mặc đồ mát mẻ chút, mặc đồ này nó nóng lắm. Mặc đồ này họ đổ mồ hôi luôn đó. Chương trình kêu mặt hả? Vậy kêu người ta mặc đồ này chơi gì mấy chị? Đứa nào? Chương trình đứa nào kêu? Mặc đồ này không? Đi đâu mặc đồ này? Đi xử liền đó. Đi tập mới mặc đúng không? Rồi được. Nhưng mà mặc đồ này thấy cũng gai hàng cáp luôn á. Vậy kêu người ta mặc đồ này chơi gì mấy chị? Nhưng mà thường ngày đi làm có mặc đồ này không? Có khi nào đi đâu có mặc đồ này? Những cái môn võ đi tập mới mặc đúng không? Những cái thế đòn mà mình rồi được. Để mà mình nhưng mà mặc đồ này thấy cũng cứng cáp luôn á. Chưa bao giờ hả? Nóng tính dữ không? Nhưng mà em có hình dung ra được một ngày nào đó em sẽ vận dụng những cái này để em có khi nào mà mình vận dụng những cái môn võ mà mình học, những cái thế đòn mà mình học để mà mình xử lý cái việc ở ngoài đời chưa? Con chị cũng chưa bao giờ hả? Nhưng mà em có hình dung ra được một ngày nào đó em sẽ vô lộn mèo cái này để em không cướp chẳng hạn hay là giúp người khác chẳng hạn, có chưa? Có hình dung được, tức là đã sẵn sàng cái việc đó đúng không? Vậy thì tốt quá. Con chị cũng học võ, bây giờ vừa mở màn lên bữa nào kêu con thi đấu với chú vô lộn mèo không à? Không đánh được một đòn nào lộn mèo luôn. Con của con thi đấu với chú, ok chú. Bạn gái tối nay con chở lên luôn, thách đấu luôn nè. Bây giờ vừa mở màn lên chơi vài đòn liền. Đúng, mình biểu diễn liền. Biểu diễn liền nha. Cho một đàn trai khí thế coi. Tới công chuyện luôn. Đang theo con heo. Được bây giờ mình thích bạn gái làm sao nè? Tuổi của người ta, lĩnh vực của người ta. Tuổi này phải, nếu tuổi con phải nuôi con heo này luôn chứ. Đúng không? Rồi. Rồi có gì mà không biết chó. Đem theo con heo. Tuổi của người ta, lĩnh vực của người ta. Tuổi này phải, nếu tuổi con phải nuôi con heo này luôn chứ. Hay đúng không? Rồi. Con hút thuốc không? Rồi có gì mà không có nhậu nhẹt không? Không có. Bên đây không hút thuốc rồi, nhậu nhẹt một hai ly uống thôi. Có gia trưởng con không thích cũng được con ơi. Không luôn. Bản tính là nói nhiều con ơi. Quá khứ. Hay cảm đạm lắm. Con hút thuốc không? Có nhậu nhẹt không? Không có. Không có. Bên đây không hút thuốc rồi, nhậu nhẹt một hai ly uống thôi. Có gia trưởng không? Nghe mệt lắm. Không luôn. Xin đi năn nỉ mấy ảnh cắt quá khứ. Bộ đó gia trưởng đâu nghỉ đi. Bây giờ mình không thích điều gì của đàn ông? Ghét nhất cái gì, tật gì? Hút thuốc nha, đừng nói xấu bà nha. Hút thuốc gia trưởng bà nghe mệt lắm. Có luôn. Xin đi năn nỉ mấy ảnh cắt chỗ này đi cho để ba nghe đó. Năn nỉ đi. Bây giờ mình không thích điều gì của đàn ông? Năm sau ghét nhất cái gì, tật gì? Rồi nếu mà tới là hút thuốc rồi, kia không hút thuốc rồi. Mấy tháng nữa tới rồi, thuốc gia trưởng người ta không thích. Không có luôn. Bẻ ra ha. Nhà gái nào lấy chồng được nè. Đúng. Ủa nhà gái tôi là sao? Bên nhà gái bên đây
năm sau nữa, năm sau có thể năm sau nữa đúng không? Vậy đi. Rồi nếu mà tới á là năm sau. Đúng, giờ còn mấy tháng nữa tới rồi. À còn không hiểu sao thêm năm nữa cũng được. Còn 6 tháng nữa tới năm sau. Nhà gái tôi mở rộng cửa luôn. Đúng. Đẹp luôn. Của nhà gái tôi là sao? Bên nhà gái bên đây. Nhà trai mở rộng cửa. Bây giờ mình hỏi người thân người ta đi. Vậy đi. Ừ. Nhiệm vụ mình là hết rồi đó. Đi với ai? Dạ em đi với mẹ của em. À dạ. Mẹ mặc áo về vàng nổi quá ha. Đẹp luôn. Chào nhà trai. Dạ. Quá đã. Dạ, trời ơi. Nhà gái chịu rồi đó. Giờ còn nhà trai, ý nhà trai chịu rồi đó. Còn buồn ngủ hả? Quá đã. Nhà gái sao nè, đi với ai? À, có gì nữa ha? Dạ. Dạ, trời ơi. Nhà gái chịu rồi đó. Như mẹ luôn rồi. Giờ còn nhà trai, mình để ý nhà trai chịu rồi đó. Còn buồn ngủ hả? Còn nhà gái sao nè, đi với ai? Dạ, chào gì? À, có gì nữa ha? Dì như mẹ luôn. Thì dì như mẹ luôn rồi. À, mình để trong mình để ở trong cái gì? Trong cái kiến á. Dạ, chào gì? Dạ. Dạ, cảm ơn gì. Lộc nó hiền lành lắm nhưng mà cần bảo vệ nó có bộ đồ bảo vệ liền thôi. Đúng. Không, thấy là chắc chắn rồi. Bây giờ cháu của gì khỏi phải lo. Chuẩn bị chưa? Sẵn sàng chưa? Chị mở rào là mình biết mình phải làm cái gì rồi đúng không? Mở rào. Dạ, cảm ơn gì. Lộc nó hiền lành lắm nhưng mà cần bảo vệ nó có bộ đồ bảo vệ liền thôi. Đúng. Không, thấy là chắc chắn rồi. Bây giờ cháu của gì khỏi phải lo. Chuẩn bị chưa? Sẵn sàng chưa? Chị mở rào là mình biết mình phải làm cái gì rồi đúng không? Tưởng với đàn nhà gái. Mở rào. Mở luôn chưa? Bắt đầu. Tài sản mở biểu diễn là đưa con heo tới liền. Qua bên kia đưa trước mặt ta kìa. Nhiều vô. Xong đưa con heo qua luôn. Trước mặt ta chứ đâu phải biểu diễn cho biểu diễn cho ấn tượng với đàn nhà gái coi. Trước mặt ta. Hết hồn chưa? Vô. Bắt đầu. Tới luôn nữa hai ba cái. Vô. Qua bên kia đưa trước mặt ta kìa. Nhiều vô. Nhiều vô. Biểu diễn nhiều vô trước mặt ta chứ đâu phải biểu diễn cho đây thêm hai ba cái nữa. Biểu diễn cho nhà gái thấy. Nhào lộn rồi không? Đó. Vô. Bay lên đá cặp cổ rồi. Tới luôn nữa hai ba cái nữa. Giờ cháu quẩy rồi á. Bây giờ làm. Có nhiều đó hả? Nhiều vô cho đàn gái thấy rồi. Ủa thật lâu chưa? Bắt đầu. Hai năm có nhiêu đó hả? Thêm hai ba cái nữa thôi. Nhào lộn rồi không? Cứ bay lên đá cặp cổ rồi. Giờ cháu quẩy rồi á. Bây giờ làm lại làm gần đó nhiều nhiều vô cho bạn gái thấy rồi. Mình gái mình nể chứ. Mình vô thế mình. Bắt đầu. Đúng rồi. Cho nó liên hoàn cước luôn nào. 2 3. Đây. Đúng rồi đó. Thấy chưa? Đó. Bây giờ mình lộn mới đứng mình làm một hơi luôn cho nó liên khúc luôn. Mình làm thôi. Lèo mình lộn một cái cái mình vô thế mình làm lại đi vậy luôn. Cho nó liên hoàn cước luôn nào. 2 3. Đây. Đó. Thôi. Dạ. Ghê chưa? Đồ rồi heo mình qua mình làm y chang vậy luôn. Đây, đưa con heo trước đi rồi tới ngày sau. Chưa còn nữa. Nhà trai tới hai món nữa. Thấy nhà trai tôi nể nhà trai tôi chưa? Thôi nó vừa làm bánh vừa học võ đó. Có gì đây? Được chưa? Thấy nhà trai tôi nể nhà trai tôi chưa? Không, ăn thử người ta mời ăn thôi nó vừa làm bánh vừa học võ đó thôi coi đi. Gì đây dạ. Tao mời ăn làm liền chứ buồn ngủ quá lâu mới có cơ hội chứ ăn thử đi cầm bánh không ăn thử người ta mời ăn liền luôn chú mới dám ké chứ thôi thôi đi chú cho còn chú hai hai cục nha tao tao mời ăn làm liền chứ buồn ngủ quá hay nói vậy cơ hội chứ gì đây ăn trước thì của con trước chú mới dám ké chứ đừng có rung ăn cục cho chúng cục chú cho con chú hai hai cục nha chú còn hai đứa nhỏ trong đó có một lá thư đúng rồi. MC hay xin đồ ăn nhất luôn bình tĩnh ăn kẹo đừng có rung ăn cục cho chúng cục đúng không hỏi cho hai đứa gái lo hai cục mình mặc đồ gió mình nhà cứng cáp lên nha tù là để biểu diễn là nhà gái là ok rồi đó nhà gái có mẹ và gì bạn gái MC hay xin đồ ăn nhất luôn á giờ mở ra nè cứ ăn đi chú đừng có rung bình tĩnh có chú để đừng có lo mình mặc đồ gió mình phải cứng cáp lên nha nãy biểu diễn là nhà gái là vàng ok hạt đó. Mưa rơi gái con mẹ không hạt nào là nhầm chỗ con rồi đó. Vạn người ta gặp mở ra không người nào là ngủ cho trời lẽ lấy hạt sô la không làm gì sắp xếp của
Vạn hạt mưa rơi, không hạt nào là nhầm chỗ. Vạn người ta gặp, không người nào là ngẫu nhiên. Có sự sắp xếp của Thượng Đế, bữa nay mới gặp lộc đó. Ủa, ăn hết, ăn hết đi. Xong rồi hả? Làm cục nữa không? Thôi vậy chú ăn nha. Rồi tiến hành bên kia đi. Không sao, cứ hát đi. Nào, nhà trai tôi biểu diễn. Wow. Không sao, cứ hát đi. Nào, nhà trai tôi biểu diễn. Dễ thương quá rồi. Bắt đầu đó, mình giao lưu văn nghệ ha, biểu diễn nghệ võ thuật này kia xong hết rồi. Bây giờ bắt đầu mình vô công chuyện nha. Đó, bây giờ dễ thương quá rồi. Bắt đầu đó, mình giao lưu văn nghệ ha, biểu diễn nghệ võ thuật này kia xong hết rồi. Bây giờ bắt đầu mình vô công chuyện nha. Đó, bây giờ này hỏi coi em cảm nhận anh thế nào. Không, lúc nhào bột là người ta vận dụng nội công, khí công ở trong đó người ta mới nhào được cục bột, chứ không thôi là phải dùng máy rồi. Coi như là tề gia nội trợ luôn. Đúng. Ở ngoài là bảo vệ bạn gái ha, là ga lăng tới bến luôn, về nhà là không, như một người lúc nhào bột là người ta vận dụng nội công, khí công ở trong đó người ta mới nhào được cục bột, chứ không thôi là phải dùng máy rồi. Coi như là tề gia nội trợ luôn. Ở ngoài là bảo vệ bạn gái ha, là ga lăng tới bến luôn, về nhà là như một người nội trợ luôn. Thấy ngon không? Đâu phải được người đàn ông nào cũng làm được điều đó đâu. Ta quýnh vỏ ta không làm bánh, ta làm bánh người ta không quýnh vỏ. Còn này vừa quýnh bò vỏ vừa làm bánh luôn. Văn vỏ song toàn. Ngày lông chó về cạo lông hết chó. À, không, nuôi mấy con chó không có lông đi. Chuyển qua nuôi cái con mèo gì mà nó không có lông á. À, ừ. Con mèo gì á, con mèo Anh Quốc phải không? Ừ đúng rồi. Con mèo nhìn mặn kỳ lắm. Ngày lông chó về cạo lông hết ngày chó. Ngày không sao. À, không, bây giờ mình nuôi mấy con chó không có lông đi. Nhà chuồng chó đó mà để ngoài chuyển cũng được đúng không? Chuyển qua nuôi cái con mèo gì mà nó không có lông á. Ừ. Con mèo gì á, con mèo Anh Quốc phải không? Ừ đúng rồi. Con mèo nhìn mặn kỳ lắm. Ngày chó thì không sao. Bây giờ mình nữa mình làm cái nhà chuồng chó đó mà để ngoài cũng được đúng không? Rồi. Được, nhà trai làm được. Làm gì dữ vậy? Hai tiếng rưỡi là cùng. Leo lên xe, giường nằm ngủ giấc tới. Mà quận Thủ Đức thì đi đó gần hơn nữa. Làm gì dữ vậy? Hai tiếng rưỡi là cùng. Leo lên xe, giường nằm ngủ giấc tới. Mà quận Thủ Đức thì đi đó gần hơn nữa. Ừ. Trời ơi. Đạo ai nấy giữ. Đúng rồi, mai mốt tùy biết đâu tình yêu đủ thăng hoa, mình bàn với nhau chuyện đó. Quan trọng hai đứa có thương nhau hay không thôi. Đạo ai nấy giữ. Hỏi tiếp còn gì nữa. Đúng rồi, mai mốt tùy biết đâu tình yêu đủ thăng hoa, mình bàn với nhau chuyện đó. Quan trọng hai đứa có thương nhau hay không thôi. Để dù cưới nhau thì anh về Sài Gòn. Hỏi tiếp còn gì nữa. Ngon vô. Để dù cưới nhau thì anh về Sài Gòn ở Vũng Tàu. Ví dụ như mà cưới nhau thì sẽ ở Vũng Tàu.
có chịu về làm dâu nhà anh không? Ngon, vô vô. Làm dâu, làm dâu. Hỏi em có chịu về làm dâu nhà anh không? Trai đầu lòng, em gái đầu lòng. Chịu về làm dâu nhà anh không? Hỏi hỏi. Em làm dâu được. Em có chịu về làm dâu nhà anh không? Hỏi hỏi. Em có làm dâu được không? Mình cưới nhau đi nha. Vậy mình cưới nhau đi nha. Nãy ai xúi hỏi câu đó vậy? Chú xúi gì nên cứ đổi cười chết luôn. Không sao, để chú lo con. Ha, con rất là dễ thương. Đây nè, nhà trai tôi dễ thương lắm nha. Nhà trai tôi thật thà, nãy ai xúi hỏi câu đó vậy? Không, ga lăng đủ hết trơn. Chú lên xúi hả? Mà gọi là văn võ xuống xuống gì nữa cứ đổi thừa chết luôn. Không sao, để chú lo con ha. Con rất là dễ thương. Đây nè, nhà trai tôi dễ thương lắm nha. Thích đâu. Nhà trai tôi thật thà, chất phác, dễ thương. Không, ga lăng đủ hết trơn á. Mà gọi là văn võ song toàn nữa đó. Bây giờ vậy nè. Bây giờ con cảm nhận cái người đối diện đó đó. Mình có thích không? Mình thích người ta làm sao? Thích không? Nói bây giờ tôi hỏi nhà gái. Thấy nhà trai sao? Phục ta bấm nút đó. Thích không? Bấm tay vô. Hai người thích ha? Bây giờ nè, hai mà thích nhau mà nắm cái tay kiểu gì mình nói. Mình nói cái gì mà mình suy nghĩ nha. Mình thích người ta làm sao? Nó ba mối tình nói. Mình nói cho người ta nghe. Ba mối có 1 tháng không? Thuyết phục ta bấm nút đó. Nhìn nhau quẹt mỏ thôi. Bấm tay vô. Anh thích cái gì cái nhìn đầu tiên? Ai mà thích nhau mà nắm cái tay kiểu gì kỳ cục gì? Dạy nó nắm nó còn nhỏ. Nó chưa biết. Trời, nó ba mối tình rồi. Nó lại là nó ba mà ba mối có 1 tháng không à. Chắc nó nhìn nhau quẹt mỏ thôi mà. Rồi. Bàn tay em ra. Đó. Em là cái nhìn đầu tiên mà. Để nói lại là nói lớn lên cho người ta nghe. Nói lớn bắt đầu. Anh từ anh em từ cái nhìn đầu tiên rồi đó. Em có đồng ý không? Bàn tay em sao? Bàn tay em mềm mại. Anh sẽ bảo vệ em. Để cho anh nắm cuối cuộc đời nghe. Thấy sao đấy? Em có đồng ý không? Anh nói thiệt thà lắm. Thiệt thà lắm đó. Người yêu anh không? Ừ, có thể là bạn không có kinh nghiệm trong vấn đề ăn nói thôi. Mẹ bạn thấy sao bé? Rất là phúc hậu luôn. Mà gì cũng dễ thương nữa. Tình thà nói thiệt thà lắm. Hai đứa phải được đó cho nhau cơ hội. Người lớn sẽ hỗ trợ. Có thể là bạn không có kinh nghiệm trong vấn đề ăn nói thôi. Được không Lộc? Mẹ một đi chơi với bạn gái luôn này ai cũng sợ. Mà gì cũng dễ thương nữa. Thôi hai người hai đứa thấy được đó cho nhau cơ hội. Người lớn sẽ hỗ trợ hai đứa. Rồi. Nha. Ok. Vậy cái ngồi đi. Được không Lộc? Được rồi đó. Nha. Nãy giờ mình nói chuyện thôi. Ai cũng sợ không dám đụng. Bây giờ bạn gái quyết định nè. Mình cho nhau cơ hội hay không là do các bạn. Không nhận quyết định định được hay không là cũng do các bạn. Rồi, nếu thấy okay, được vậy cái ngồi đúng đi. Như gì mình suy nghĩ nãy giờ mình nói chuyện thôi ha. Bây giờ mình quyết định nè. Mình xa hơn mình cho nhau cơ hội hay không là do các bạn. Quyết định định được hay không là cũng do các bạn. Nếu thấy được đúng như gì mình suy nghĩ đây là một nửa yêu thương của mình để mình tìm hiểu mình tiến xa hơn thì bấm ngay cái nút đó đừng chờ đợi. Hai bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm với chị Ngọc Lan. 1 2 3 hết thời gian. Mẹ thấy sao mẹ? Vô luôn. Quá đẹp đôi luôn. Gì thế được gì? Được luôn. Cả nhà mình thấy được không? Đang tay vào, đang tay vào. Chúc hai đứa sẽ sớm tìm hiểu nhau. Nhớ chăm sóc mẹ thấy sao mẹ? Nhau nha.